Tiếp nối bản tin là một số tin tức y tế đáng chú ý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, dịch COVID-19 đang tăng trở lại, miễn dịch cộng đồng đang giảm bởi đặc thù miễn dịch của COVID-19 khác với nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, số ca mắc được công bố mỗi ngày chưa phải là con số thực tế bởi nhiều người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên không xét nghiệm. Một số người xét nghiệm dương tính nhưng không khai báo. Thời gian qua, miễn dịch cộng đồng đang giảm bởi đặc thù của miễn dịch COVID-19 thì khác với nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Với dịch COVID-19, sau lần mắc đầu tiên một thời gian, miễn dịch giảm dần nên nhiều người đã mắc bệnh lần hai. Kể cả khi tiêm đủ các liều vaccine cơ bản thì miễn dịch của COVID-19 cũng giảm trong vòng vài tháng, sau đó cần phải tiêm các mũi vaccine nhắc lại. Việc tiêm vaccine thì cũng cần phải đặc biệt lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao, người già, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới là LMJM cho thấy hiệu quả của vaccine sau khi tiêm mũi 3 có giá trị trong vòng 3 tháng. Cụ thể, sau tháng thứ 3 thì hiệu quả đã giảm rõ rệt, và đặc biệt là đối với biến chủng Omicron, ở tháng thứ 3 hiệu quả đạt đỉnh thì hiệu quả bảo vệ chỉ khoảng 51%, sau đó sẽ giảm dần và thậm chí có nghiên cứu chỉ còn từ 10 đến 20%.